Ngày 15 tháng 7, 2020, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Ngọc An, 31 tuổi, ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tiếp nhận Nguyễn Ngọc An đến đầu thú về tội cướp tài sản. Tại cơ quan công an, An khai nhận do đầu tư buôn bán bất động sản tại tỉnh Bình Phước bị thua lỗ khoảng 7 tỷ đồng, nên An đã nghĩ đến cách ra Hà Nội tiếp cận một người phụ nữ trước đó An đã quen qua mạng xã hội để cướp tài sản. An biết người phụ nữ này là CEO của một công ty. Chiều ngày 25 tháng 5, 2020, An mang theo dao và dây dù đến tòa nhà nơi người phụ nữ này làm việc chờ ở đó. Đến khoảng 18 giờ 30 phút tối cùng ngày, phát hiện người phụ nữ và một người bạn lên một chiếc xe ô tô Mercedes màu đỏ. An nhanh chóng lẻn lên ghế sau, dùng dao khống chế và dùng dây dù trói tay hai cô gái trên xe lại, rồi đẩy ra ghế sau và điều khiển xe ô tô chạy tiếp, đồng thời yêu cầu nạn nhân đưa tiền. Khi xe chạy tới địa bàn huyện Chương Mỹ, lợi dụng đối tượng mất cảnh giác, hai cô gái đã tự cởi dây trói cho nhau. Do hoảng sợ, An đã dừng xe và bỏ chạy. Hai cô gái đã đến trình báo tại Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Tiếp nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét và xác định được đối tượng là Nguyễn Ngọc An. Công an huyện Chương Mỹ đã phân công một tổ công tác vào Bình Phước truy bắt. Biết không thể trốn tránh được trách nhiệm nên sau đó Nguyễn Ngọc An đã ra đầu thú.